Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng, tiểu ban văn kiện đã họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo do tổ biên tập xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 thông qua. Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của tổ biên tập văn kiện đã làm việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm để trình tiểu ban bản dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 6 sau nhiều lần chỉnh sửa, góp ý. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến, hoàn thiện, trình Hội nghị Trung ương 10, đáp ứng yêu cầu cả về chất lượng và tiến độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, nên nội dung báo cáo phải thể hiện ở tầm quan điểm, chủ trương, phải thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, khơi dậy được sự tự hào, tự cường, tự tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng, vào mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và toàn thể dân tộc đã lựa chọn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là ba nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng văn kiện: kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách. Để báo cáo chính trị thực sự là sản phẩm trí tuệ, sáng tạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý tiểu ban, tổ biên tập phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, khó. Bên cạnh đó là nghiên cứu kỹ các văn bản đã ban hành, tranh thủ sự tham gia đóng góp của các nguyên lãnh đạo, giới trí thức. Chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế, những cách làm hay, mô hình mới trong thực tiễn, nhất là thực tiễn qua 40 năm đổi mới. Hôm nay đã diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến đối với 12 dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 tới. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ so sánh với các nước trong công tác làm luật. Nhật Bản, một kỳ họp lần 230 luật, một luật chỉ có từ 1 đến 2 trang. Trong khi đó, một luật của ta xây dựng mấy trăm trang trên 100 điều. Hay ở Trung Quốc, Quốc hội hai kỳ nhưng mỗi kỳ chỉ khoảng từ 3 đến 7 ngày và nhấn mạnh quá trình xây dựng luật cần kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt câu hỏi tại sao luật chúng ta ban hành thực hiện không bao lâu phải điều chỉnh, phải sửa. Luật chưa ban hành đã muốn điều chỉnh, sửa. Trong khi các địa phương khi có luật triển khai thực hiện chưa đồng bộ, chưa đến nơi đến chốn. Vừa qua, nhiều vấn đề xây dựng pháp luật mà chúng ta cần rút kinh nghiệm. Việc làm luật là của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ủy viên chuyên trách của Quốc hội. Tới đây, chúng ta phải đổi mới thế nào? Tôi tiếp Chủ tịch Đảng Tự do của Nhật Bản thì một kỳ họp người ta làm 230 cái luật. Thì như vậy một cái luật của người ta một hai trang thôi. Mình ở đây một cái luật là mấy trăm trang, cả trên 100 điều. Đồng chí Định mới đi Trung Quốc thì cũng học tập kinh nghiệm trao đổi bên đó. Thì Trung Quốc một năm như vậy ta họp quốc hội là hai kỳ, mỗi kỳ họp như vậy là khoảng 3-7 ngày. Về xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nguyên tắc ưu tiên cao nhất là cho chất lượng dự án luật, không chạy theo số lượng. Những gì chưa chín, chưa rõ, dứt khoát, không đưa vào luật. Ra soát kỹ lưỡng các dự thảo luật, xem đã quán triệt, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng hay chưa. Cần quán triệt thực hiện quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác xây dựng pháp luật, các chính sách phải đảm bảo là không có để sơ hở, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của ngành lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các đại biểu Quốc hội khi phát biểu cần thể hiện rõ quan điểm, khách quan, không né tránh đối với các nội dung nhạy cảm, dễ xảy ra trục lợi chính sách. Trong sáng nay, hội nghị cũng đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và nông thôn,
và dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Nghị quyết số 61 của Quốc hội. Chiều nay dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi. Về cơ bản, dự thảo luật sau khi chỉnh lý đã thể chế hóa các quan điểm chủ trương của Đảng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, giải quyết các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 9 chương, 101 điều, giảm 1 điều so với dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 7. Tham gia ý kiến vào dự thảo luật, các đại biểu chuyên trách cơ bản nhất trí với các nội dung cơ bản và những điểm mới trong dự thảo, đồng thời khẳng định việc xây dựng dự thảo luật là phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm bảo vệ bền vững và phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa. Các ý kiến tập trung vào các nội dung như vi phạm điều chỉnh của luật, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của bảo tàng tư nhân, di vật, cổ vật, bảo vật, di sản của đồng bào dân tộc thiểu số, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của công viên địa chất, số hóa di sản văn hóa, quỹ bảo tồn di sản văn hóa, về các chính sách hỗ trợ nghệ nhân, thủ tục hành chính trong xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ di tích, xã hội hóa trong bảo vệ và phát huy giá trị các di tích văn hóa. Dự kiến luật di sản văn hóa sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khai mạc vào tháng 10 tới đây. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự hội nghị. Khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, những kết quả đạt được đã góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam với thế giới, trong đó có việc bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, du lịch phục hồi phát triển, văn hóa xã hội góp phần vun đắp, phát huy truyền thống dân tộc. Các cơ quan báo chí đã thể hiện được sự linh hoạt, nhanh nhạy, có năng lực phân tích dự báo, luận giải, tích cực tham gia vào công tác hoạch định, xây dựng chính sách. Các tác phẩm báo chí được thể hiện phong phú, đa dạng với nhiều loại hình. Thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin tuyên truyền hướng đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, cũng như công tác kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tích cực tuyên truyền về hoạt động của chính phủ trong việc sửa đổi, hoạch định các chính sách, các dự án lớn được thí điểm, tháo gỡ khó khăn, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi năng lượng xanh, tạo đồng thuận trong xã hội. Phó Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương tổng kết thực hiện quy hoạch báo chí thời gian qua, tham mưu xây dựng chiến lược phát triển cho báo chí cách mạng Việt Nam cùng hội nhập với nền báo chí thế giới. Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí cũng cần đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu riêng, vươn tầm quốc tế, trở thành đối tác của những hãng truyền thông hàng đầu trên thế giới.